thủy phân hoàn toàn 8,8 gram ethinacetate. Các bạn thấy không? Cái việc mà chúng ta phải nắm được tên rồi từ đó suy ra cấu trúc, hay từ cấu trúc suy ra tên rất quan trọng. Nên là chính vì vậy nên là cái việc chúng ta phải học được cái thằng tên nó rất quan trọng. Nào, để ý nhá. Ethinacetate. Ethinacetate chúng ta là CH3COOC2H5. Số mol của nó 8,8 mà chia cho phân tử khối này là 88. 8,8 mà chia cho 88 thì bằng 0,1. Đúng không? Trong NaOH là 2 nhân 0,1 thì số mol là 0,2. NaOH số mol là 0,2. Thì chắc chắn mình sẽ thu được là gì ạ? CH3COO Na cộng với lại C2H5OH. Ban đầu đề bài cho phản ứng là tính theo chất hết. Tính cho anh này là 0,1. Anh này 0,2 lớn hơn 0,1 tỷ lệ 1:1 nên là mắt dư ester hết, đúng không? 0,1. Sau phản ứng thì ester ban đầu là 0,1, phản ứng hết 0,1 nên hết. Na mắt ban đầu là 0,2. Phản ứng hết 0,1, 0,2 trừ 0,1 còn 0,1. C3CNOH ban đầu không có gì, sinh ra 0,1 nên sau phản ứng có 0,1. CH5OH ban đầu không có gì, sinh ra 0,1 nên sau phản ứng có 0,1. Được chưa? Đề bài hỏi khối lượng của chất rắn thì chúng ta có khối lượng của chất rắn chính bằng khối lượng của CH3COONa cộng với khối lượng của NaOH dư. Đúng không? Vậy hoàn toàn tại đây ta sẽ có chính bằng 0,1 nhân 82 cộng với 0,1 nhân 40. Và kết quả của chúng ta là bằng bao nhiêu? 12,2 gram. Nên đáp án chính xác của thầy trò chúng ta nó phải là đáp án A các em nhá. Đáp án A.